chuyển hóa tư tưởng đồng đạo à. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc tam tạng Tây Phương quyệt đau bị lội yêu làm bào lâm phen, đức từ bi lại lộ trắng đen, lối âm tự cũng đi đến chung. Đi dọc đường yêu tinh làm hồn, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn, nhờ môn đồ bát giới xa tăng, giới đại thanh tề thiên tu giới. Lòng lòng ngộ rồi chẳng đỡ nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thiết, thâu cho được con long ác nghiệp, thì khắp nơi hoặc ba tiêu chữa hỏa diệm nơi tâm cho tất, thì đạo hành ngày kia mới đắc chân đứa giữ ích chi. Phần tu hành mặc lì chịu cay đắng của người sang sớt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa đồng đạo Võ Hoàng Đông là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Kính thưa đồng đạo Huỳnh Thị Bạch Lê là giáo lý viên trực thuộc ban phổ truyền giáo lý trung ương đến từ xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa đồng đạo Dương Minh Tường, đồng đạo Lê Thị Ngọc Nga là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị là trưởng ban, là phó ban, là trị sự viên trong ban tổ chức, cũng như quý vị đến từ các ban trị sự ở các huyện thị trong địa bàn tỉnh An Giang, cũng như quý ban trị sự đến từ tỉnh Đồng Tháp cũng đồng về đây tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ
quý vị là Mạnh Thường Quân. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Chúng tôi cũng như đồng đạo Huỳnh Thị Bạch Lê cũng được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về nơi làm việc của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Lạc để làm nhiệm vụ của mình, chia sẻ qua các phương pháp tu hành thực tế căn bản ở mỗi bản thân chúng ta cũng như trong quá trình phát dương nền đạo. Vậy là đó, đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Cho nên cái cốt lõi muốn nói ở đây, để đạt được thì đây là cái sáu câu giảng mà Đức Thầy đã dạy. Như vừa rồi vị sướng ngôn viên đã giới thiệu, chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Chớ chứa hờn đối giữ ích chi, phận tu hành tay gắt mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớp. Như vậy thì khi mà chúng tôi đọc qua sáu câu giảng này, có thể tạo chúng ta định hình được qua cái tâm Đức Thầy dạy. Và đồng thời sáu câu giảng này là một cái phương pháp tu tập đắc được cái quả vị Bồ Tát đồng đạo. Cho nên hôm nay nghe là Đức Thầy dạy thì đồng ta mới nhận định đúng, mình mới kiểm soát được lòng mình. Hầu đó giờ mình cứ nghĩ là lửa ở ngoài không à, nhưng mà không ngờ giờ này khi mà chúng ta học là Đức Thầy, thì giờ này Đức Thầy đã chỉ ngay cái quả diệm sơn nơi tâm của chúng ta. Tánh nóng nảy nó đốt biết bao nhiêu cái công đức của người chúng ta, tánh nóng nảy đã đốt biết bao nhiêu cái hạt giống trí tệ của mỗi đồng đạo chúng ta, thì hoàn toàn do cái quả diệm sơn này. Và nếu như hôm nay mình muốn về cõi Phật mà mình không hàng phục được cái quả diệm sơn này, cũng như thầy trò Đường Tăng muốn thỉnh được chân kinh mà không dập tắt cái quả diệm sơn trên cái quả mình đi thỉnh kinh, thì coi như cái cuộc đời tu hành là đổ vỡ, không thỉnh được chân kinh. Và bên cạnh đó thì Đức Thầy còn ân cần nhắc nhở đồng đạo chúng ta, hôm nay mình là người tu thì mình phải gác bỏ ngoài tay, mình phải tha thứ những người lầm lỗi, và đồng thời chúng ta tu mình phải lì đồng đạo. Đức Thầy dùng cái khái niệm lì là hết sức là phải nói rõ là ưng ý. Vì dầu rằng đồng đạo niệm Phật, dầu rằng đồng đạo làm phước, nhưng mà nếu chúng ta niệm Phật mà mình cái quả diệm sơn nó lòng của mình nó cháy phừng phực, mình lúc nào cũng tự cao tự đại, chúng ta không tay gác mặt lì, sự niệm Phật chúng ta không đạt kết quả. Và đồng thời chúng ta làm phước cũng vậy, có nhiều phương pháp làm phước mà mình không dằn được cái nội tâm của mình, như tôi vừa nói, thì coi như cuộc đời làm phước của chúng ta không đạt kết quả. Như vậy thì sáu câu giảng này đồng đạo biết rõ đây là một sáu câu trong 172 câu của thánh phẩm với cái tựa đề là Sa Đéc. Thì đây là một thánh phẩm mà Đức Thầy sáng tác vào đêm rằm tháng 4 năm Canh Thìn ở tại Sa Đéc, trước mặt ông cò Ba Ye và một số quần chúng. Thì đây là một cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn mà Đức Thầy chúng ta là một vị vạc Phật chẳng nao lòng của đấng từ bi, Đức Thầy hạ bút thần thơ đã đề khai với một cái án văn hết sức là triệt đáo qua cái bài thi Sa Đéc. Thì giờ này với thánh phẩm này thì mỗi đồng đạo chúng ta làm lòng rồi. Và đồng thời ngoài cái vấn đề thầy dạy chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì bên cạnh đó Đức Thầy còn viết trước đó: thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Khi mà chúng ta đọc đoạn giảng này thì đồng đạo sẽ có cảm nhận giống như đoạn khác thầy dạy dình nghiệt long đang cứu Dương Trần đó. Như vậy thì trong sấm thi Đức Thầy có ba yếu tố: một là thâu cho được con long ác nghiệt tại cái bát này, hai là dình nghiệt long trong quyển Giác Mê Tâm Kệ, ba là con sông nước chảy vòng cầu ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Như vậy thì ba chỗ này theo chúng tôi nghĩ đó thì không trùng ý với nhau, mỗi chỗ đó thầy viết thì ý tứ hoàn toàn khác nhau theo một cái nội tâm bên ngoài và cái sự tướng bên ngoài. Thì đoạn mà con sông nước chảy vòng cầu như chúng ta đọc lại trong quyển nhất đó, thì đây là sự kiện theo một cái truyền thuyết mà chúng ta bắt nguồn từ Bửu Sơn Kỳ Hương, mà ngày xưa thì Đức Phật Thầy Tây An đã giao phó cái trách nhiệm lại cho ông Đình Tây, bởi vì đây cũng là cái duyên nghiệp, cho nên Đức Phật Thầy mới giao cho ông Đình Tây với ba cái món pháp bảo để sau này ông Đình Tây có một trách nhiệm để thu phục năm chèo. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu góc độ này thì về sự là mình không thể nào bắt được rồi. Tuy nhiên trở về với cái bài Sa Đéc này mà Đức Thầy dạy ở cái chỗ thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu đó,
Con long bát nghiệt này theo cái hiểu chúng tôi không phải chỉ cho năm chèo, mà con long bát nghiệt này là chỉ cho cái tâm con rồng độc đó. Bởi vì long bát nghiệt chứ long là rồng, con rồng độc nơi mỗi trong tâm của đồng đạo chúng ta mình có con rồng độc. Đức thầy dạy rất rõ, lang tâm như thú thiếu lòng, trớ trêu cửa miệng trong lòng gươm đau. Mình đâu có dung trừ ai đâu. Mà Đức thầy dạy là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào. Khi mà chúng ta nóng giận lên rồi là mẹ đẻ mình đó mà chúng ta còn không nể nữa, cha đẻ mình còn không nể nữa, anh em ruột thịt cùng một bào thai sinh ra mình cũng không nể, hú hồ chi đồng đạo mình ha, hú hồ người bên ngoài ha đồng đạo. Như vậy thì cái mà chúng tôi muốn nói đây là thế này, để mỗi đồng đạo chúng ta nhận định cho đúng cái tâm chúng ta nó độc như vậy đó, nó là rồng độc, nó là thú thiếu lông đó. Cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta mai là mình tu, quý vị ạ. Giờ này quý vị hình dung lại đi, khi mà lúc mà chúng ta chưa tu đó thì đồng đạo thấy cái tâm cái tánh mình nó nóng dữ lắm. Khi mà đụng chuyện rồi đó, cái chuyện bên ngoài đó gặp người ta nóng chèn nữa, cái chuyện gì chị cũng giận nữa, anh cũng giận nữa, bởi vì người ta đang ở ngay cái đống lửa. Còn mình ở bên ngoài thấy mát lạnh nè, mình thấy người ta nóng mình thấy mình mát lạnh, bởi người ta ở cái đống lửa, mình ở xa đống lửa mình thấy mình mát. Nhưng một ngày nào đó chúng ta đến gần cái đống lửa đi thì coi chừng mình nóng hơn người ta nữa. Đúng với câu là ngộ cảnh thấy tánh, để chúng ta nhận định được cái chân tâm, nhận định được cái tánh phàm trong cái mỗi con người chúng ta, để rồi mình cố gắng làm sao dẹp cái tánh phàm để chúng ta trở về với cái chân tâm diệu hữu. Như vậy thì ngoài cái việc Đức thầy ví cái tâm chúng ta giống như con rồng độc, con nghiệp thú, thì bên cạnh đó Đức thầy xác định qua câu giảng đầu tiên này, sanh nên tầm quạt ba tiêu. Vậy thì Đức thầy dùng từ chúng sanh, đây là khổ động đồng đạo. Chúng sanh là gồm cả tứ loài, thai sinh, nõn sinh, thấp sinh, quá sinh. Như vậy thì con người chúng ta chỉ là một phần nhỏ thôi, tức là một phần nhỏ của chúng sinh thôi. Nếu mình nói về các cái loài mà thai sinh đó, thì con người chúng ta chỉ là một phần của thai sinh. Các loài súc cầm sanh vật nó cũng là thai sinh, rồi một loài sinh nõn sinh cũng như là các loài chim, rồi con gà con, loài thấp sinh là những loài sinh ẩm ướt cũng như các loài thủy tộc, hóa sinh là những cái loài là phải nói rõ là sâu mò thì đó là hóa sinh. Nhưng thì từ đó mình mới suy ra đâu phải con người chúng ta nóng đâu đồng đạo, mà các loài thú cầm sanh vật nó cũng nóng lắm nghe quý vị, các loài vật cũng nóng hơn mình nữa. Vì vậy cho nên ở đây khái niệm này để chúng ta nhận định được, Đức thầy dạy là chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu. Đức thầy đưa ra khái niệm quạt ba tiêu thì chúng ta thấy rõ Đức thầy dụng sự đặc lý. Thì giờ này mình tầm quạt ba tiêu ở đâu? Mà câu thứ hai Đức thầy dạy là chữa quả diệm nơi tâm cho tắc. Thì khi mà chúng ta đọc đến câu thứ nhì, quả diệm là quả diệm sơn, nói cho đủ là quả diệm sơn, nơi tâm là lòng mình. Như vậy thì chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, Đức thầy ví cái tâm nóng nảy của tôi và quý vị nó giống như cái quả diệm sơn. Mà khi nói về quả diệm sơn, khi nói về quạt ba tiêu thì đây là một cái truyền thuyết, mà nếu nói theo sử lược thì đây gọi là hư cấu, tức là đây là cái truyền thuyết trong Tây Du rồi. Nói đến quạt ba tiêu thì quý vị không lạ, vì quạt ba tiêu thì do bà Thiết Phiến công chúa, còn gọi là Thánh Anh La Sát, vợ của Ngưu Ma Dương, mẹ Hồng Hài Nhi đang giữ cái quạt ba tiêu. Vậy thì giờ này không lẽ giờ mình đi tìm bà này để mượn cái quạt ba tiêu hay sao? Bởi vì đây là một cái mẫu chuyện mà theo chúng tôi tìm hiểu đó, thì chuyện Tây Du thì đây là dụng sự đặc lý thôi. Cho nên hôm nay Đức thầy cũng dạy rất rõ, như ai có đọc đoạn này xin đừng chế nhạo rằng thầy nói nhăng, muốn sao có phép phi đằng cũng như đại thánh Đường Tăng Pháp Đà. Như vậy thầy nói, thầy ý thức vấn đề này để cho mọi người biết rằng Đức thầy chúng ta rành lắm. Cho nên thầy nói là nếu như ai có đọc đoạn này xin đừng chế nhạo rằng thầy nói nhăng nó không đúng đó. Thì đây là thầy dụng sự đặc lý thôi. Cũng như là ngày xưa mà Đức Phật thuyết về kinh Bách Dụ thì những chuyện có cái là có thật, rồi cũng có mẫu chuyện là dụng sự đặc lý. Cho nên khi học về Tây Du, đọc sách về Tây Du thì quý vị biết rằng đây là cái vấn đề mà dụng sự đặc lý. Rồi song song với bộ Tây Du thì lúc bây giờ Bạch Vân Thiền Sư mới viết cái bộ Phong Thần. Bạch Vân Thiền Sư là một cái người cao đồ của đạo Phật, lúc bây giờ là một cái vị phải nói gần như là liễu đạo. Ông mới viết cái bộ Phong Thần, ông nói rằng mình là người tu Phật nhưng ông rất là rành về cái đạo tiên. Thì hai cái bộ truyện này, Phong Thần và Tây Du, hôm nay được Đức Thầy áp dụng triệt để trong giáo lý Đức Thầy. Và đặc biệt Đức Thầy còn dẫn vụ cho chúng ta biết được rằng
Sau này mình sẽ có một cái cuộc phong thần, xem chung cuộc phong thần tại thế. Như vậy Đức Thầy chúng ta sẽ chắt lọc những cái tinh hoa của những người đi trước, những cái nào phù hợp để ví dụ, để chứng minh, để tạo một cái điều kiện làm sao cho mỗi đồng đạo chúng ta nhìn đó, để mình dễ hiểu, dễ định hình, để rồi chúng ta cố gắng tu tập đến cái chỗ giải thoát, cũng như Tây Du, cũng như phong thần, như chúng tôi vừa đưa ra cái khái niệm ấy. Như vậy thì giờ này Đức Thầy ví dụ cái tâm nóng của tôi và quý vị giống như cái quả diệm sơn. Bởi vì nếu nói trên thế gian này, nếu nói về một cái vật thể mà nó phát quả đó, xin thưa đồng đạo, không có cái gì bằng quả diệm sơn cả. Cho nên từ đó mình mới lại đó thầy, chuyện tích rất là nhiều trên thế gian này, mà nếu nói cái điều mà phát quả mạnh nhất đó, thì xin thưa đồng đạo chỉ có một là quả diệm sơn thôi. Cho nên Đức Thầy mới dạy là quả diệm mãn chờ cái quạt phép. Thì từ đó mỗi đồng đạo chúng ta ý thức được, à như vậy là giờ này mình mới biết được tánh nóng của mình là quả diệm sơn, trong lòng mình có quả diệm sơn. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, thì chúng ta phải bàn về sự một chút, để chúng ta đi vào cái lý của ba tiêu này là cái gì, chúng ta cần phải làm gì. Vậy thì quý vị biết rằng quả diệm sơn là một trong 81 nạn cản đường thầy trò đường tăng trên đường đi thỉnh kinh. Như vậy thì lúc bây giờ thầy trò đi gần đến cái núi lửa, thì thấy núi lửa cản đường rồi, Tôn Ngộ Không mới là kêu thổ địa. Thổ địa đâu xuất hiện, người ta hỏi coi. Thì đồng đạo nhớ thổ địa sợ Tôn Đại Thánh dữ lắm, nếu mà chịch ông đánh à, Ngọc Hoàng cũng không sợ mà. Như vậy thì chính vậy thổ địa xuất hiện, dạ thưa Đại Thánh, có gì Đại Thánh gọi con. Thì lúc bây giờ Tôn Ngộ Không nói, ta hỏi ngươi, đường đây đi thiên tỉnh kinh đó, ngoài đi ngang quả diệm này có cái nào để đi không, tức là có đường nào khác đi không đó. Thì lúc giờ thổ địa nói, dạ thưa Đại Thánh, nếu Đại Thánh muốn được đến Tây Thiên Thỉnh Kinh thì Đại Thánh duy nhất có con đường một là phải đi ngang quả diệm sơn này mới thỉnh được chân kinh, tức là không có con đường đi. Vì vậy nên giờ này tôi và quý vị muốn đắc thành chánh quả thì mình phải hàng phục quả diệm sơn, con đường đi có một, không có lo rẻ đồng đạo. Cho lúc bây giờ là Đại Thánh lo rồi, Đại Thánh thì không sao, mà thầy mình, huynh đệ mình mà đi ngang đây nó rốt thành đó là heo quay hết á, mà được. Vì vậy cho nên lúc bây giờ Đại Thánh giận, Thánh nói, ta hỏi ngươi, cái quả diệm sơn này ở đâu có? Cái hỏi câu này cái lúc bây giờ ông địa không dám trả lời đồng đạo, thổ địa ấp úng không dám nói cho bị đoạn. Vì vậy Đại Thánh hỏi nôn, ta hỏi ngươi, quả diệm sơn từ đâu có? Thì thổ địa mới nôn quá là dạ thưa Đại Thánh, quả diệm sơn này do Đại Thánh mà ra. Cha kẹt dữ nghe. Vậy thì quả diệm sơn này do mình quân tập, do mình tạo đồng đạo à. Cái tánh nóng nảy của mình là do mình quân tập nhiều đời nhiều kiếp đó. Vì vậy lúc bây giờ Đại Thánh là giận rồi, tại sao mà ta dạy ta tạo cái quả diệm sơn cản đường ta như vậy, phải không? Lúc mình mê thì mình không nghĩ tới đâu. Thì lúc bây giờ thổ địa nói, dạ thưa Đại Thánh. Đại Thánh còn nhớ không, cách đây trên 500 năm về trước, khi Đại Thánh lấy cái hiệu là Tề Thiên Đại Thánh, chữ Tề là bằng, Thiên là trời, tức là ông xưng ông là ông Thánh lớn bằng trời đó. Thiên Đại Thánh là Thánh lớn bằng trời. Và lúc bây giờ Đại Thánh náo loạn thiên cung, khi đến cái cung của Thái Thượng Lão Quân, thì lúc bây giờ Đại Thánh náo loạn, và cuối cùng thì cái lò bát quái mà chuyên dùng để luyện tinh đơn của Thái Thượng Lão Quân bị Đại Thánh đánh úp. Cho nên lửa trên lò bát quái, lửa tâm mũi, lửa này lửa tâm mũi đồng đạo, đổ xuống trần gian này thì nó thành cái núi lửa. Tới lúc này ông hồi tưởng, à vậy hả, núi lửa này là do ta tạo ra hả, phải không đồng đạo? Nhớ nha, do mình nha. Cho nên đồng đạo mình đừng có đổ ai cho nó. Hôm nay khi mà tôi và quý vị mà nóng nảy lên là chúng ta nhớ tại mình. Tại mình nó trong gai trần. Cho nên lúc bây giờ xuống nước nhỏ, ta hỏi ông nè, ông cho ta biết coi có cách nào mà dập lửa này hay không. Thì lúc bây giờ tôi để nói, có nhưng mà hơi cực. Bởi vì nếu Đại Thánh muốn dập tắt nó lửa này thì Đại Thánh phải mượn được cái quạt ba tiêu của bà Thiết Phiến công chúa, vợ của Ngưu Ma Dương. Bà này có cái danh là Thánh Anh La Sát Mẹ Hồng Hoài Nhi. Bà này hung dữ lắm, mà phép thực rất là cao. Thì lúc bây giờ Đại Thánh nói, không, ta không sợ đâu. Ta thường đại náo thiên cung 72 phép biến quá, để ta sợ bà Thánh Anh La Sát. Lúc bây giờ là bay đến đó liền, xin mượn quạt. Đâu phải dễ gì cho mượn đồng đạo, không có cho. Đánh với nhau nhiều trận, cuối cùng là Tôn Đại Thánh mới hóa thành một con ruồi, mới bay vào bụng của bà. Bà mới cho. Nhưng mà đồng đạo nhớ trong phim không, Ngô Thừa Ân mà dựng cái khúc này tôi rất là ưng ý. Lúc bây giờ bà Thiết Phiến công chúa bà nhướng nhướng con mắt á,
nháy nháy mắt nè, với con nô tỳ chưa vô trong buồng á, trong bếp á, lấy cái quạt cho đại thánh mượn, nhướng nhướng gì đó, đặng gạt mà. Thì lúc bây giờ mượn cái quạt về mừng quá, nhưng mà không ngờ mượn nhầm cái quạt giá. Nhớ nghe, quý vị phải mượn cái quạt thiệt nghe, phải tu thật tâm mới được thánh thôi, tu giả dối thì lao thì lý, đây là lý trong đồng đạo à. Cho nên nếu như giờ này mà đồng đạo mình mà mượn cái quạt giả, nó là cái như là tiêu. Vì vậy đồng đạo còn nhớ thuốc phiên không quý vị? Ơn với đồng đạo, vậy đồng đạo chấp nhận với tôi mượn cái quạt thiệt nha. Đồng đạo còn ông ngu tưởng dựng phiên không? Lúc mượn cái quạt giả về thì ôi thôi, quạt nó đâu nó lửa nó cháy nhiều chừng đó, xích chút nữa là trư bát giái thành cái con heo quay đâu, phải không? Quạt nó đâu nó cháy càng nhiều nữa. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu hành mà đồng đạo chúng ta rơi vào cái chữ giả đó, Đức Thầy dạy là ăn thiệt, nói thiệt, làm thiệt, tu tâm được thánh thới. Mà nếu như chúng ta có cái chữ giả trong đó rồi đó, càng ngày nghiệp càng nhiều đồng đạo à, phải thật sự là thiệt. Vì vậy lần thứ hai trở lại mới mượn được cái quạt thiệt, và nhờ cái quạt thiệt đó mới quạt tắt được cái quả Diệm Sơn, để bốn thầy trò thông đường đến Thiên Trúc thỉnh kinh. Vì vậy đó là chúng ta bàn về sự. Nhưng mà giờ này đồng đạo nhớ kỹ rằng làm gì, làm gì mà tôi và quý vị mượn được cái quả, cái quạt ba tiêu của bà Tiểu Biến Công Chúa đấy. Cho nên hôm nay chữ tiêu này là tiêu trừ, chữ ba này là ba phương pháp. Đức Thầy ví cái đời tu của tôi và quý vị, nếu như chúng ta có được ba cái phương pháp này là coi như chúng ta có phép. Nghe nói từ phép thuật, nghe nói cái từ thần thông, xong nghe nó hư cấu hay đồng đạo. Nhưng mà không hư cấu đồng đạo à. Theo cái sự tìm hiểu của chúng tôi, tất cả chúng ta đều có thần thông, tất cả chúng ta đều có phép thuật đó. Nhưng mà mình còn bị ngăn bích cho nên mình chưa có thần thông. Vì vậy ba tiêu ở đây là ba cái phương pháp. Mà Đức Thầy dạy cái phương pháp thứ nhất là gì? Ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha ngu xuẩn. Kính thưa đồng đạo, thì đây là cái tiêu thứ nhất nè. Cảm ơn đồng đạo. Như vậy thì giờ này chúng ta phải khoan dung, chúng ta phải tha thứ. Đồng một sự kiện đó, cái người kia người ta không khoan dung, người ta không tha thứ, bởi vì cái người này nói xấu người ta, nhục mạ người ta, lăng mạ người ta, ta không khoan dung được, ta không tha thứ được. Cho nên sao? Cái người này dở quá. Còn mình là người hành đạo, người ta cũng nhục mạ mình giống như chị kia, người ta cũng nói xấu mình, người ta cũng làm hại mình, nhưng mà lúc này mình tha thứ, mình khoan dung, mình cười bỏ hết. Cái chị kia nó chàng ơi, sao chị giỏi vậy, chị có phép thuật gì mà giỏi vậy, chị nhịn được đó nghe, cho tôi là nhịn không được đó. Cái chuyện người ta nói xấu mình như vậy, cái chuyện người ta hại mình như vậy mà chị nhịn được, chị hay thiệt nghe. Vậy phải phép không đồng đạo? Phép thuật rõ ràng, có phép đó là phép là như vậy. Chứ đồng đạo đừng nhầm là phép đây phải bay biến thế này thế kia thế nọ, thì đó là hư cấu thôi. Khi mà đối diện với một hoàn cảnh gì đó mà đồng đạo chúng ta mở rộng cái dung lượng tâm của mình ra, để mình tha thứ được cho người đó, cho kẻ dưới tay mình, cho người hại mình, cho người phá mình, thì coi như là chúng ta có phép thuật. Đồng đạo hình dung đi cuộc đời tu của mình, mà chúng tôi thường ngẫm lại, khi mình chưa gặp giảng thầy, chưa gặp đạo mình dở lắm, tánh mình thì nóng rô rô và đụng ta không được đồng đạo, ai mà nói gì một cái là bức đức chịu không nổi. Nhưng mà giờ này khi chúng ta cảm nhận là Đức Thầy, nhất là mình có được cái phương khoan dung, như Đức Thầy dạy đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tội xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta, thì rõ ràng giờ này chúng ta có thể nói là nội công mình thâm hậu không, hầu đó dễ gì nhịn được, mà giờ này nhịn được hết thì rõ ràng mình đã chia sẻ được cái pháp luật, pháp thuật của thầy đã đem đến cho mình rồi. Vì vậy cho nên giờ này cái tiêu thứ nhất này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ nha, mình phải dung tha kẻ lầm lỗi. Vì vậy cho nên ở trên đời này cũng vì cái bản ngã, cũng vì cái sự mà chúng ta không có thông cảm tha thứ cho nhau, cho nên mới có sự phân biệt, có sự đau khổ. Và từ sự phân biệt, từ sự đau khổ đó, nó sẽ dở thành nghiệp, nó sẽ dở thành phiền não. Quý vị đứng trước một hoàn cảnh khó mà quý vị khoan dung được, thì quý đồng đạo chúng ta thấy hạnh phúc không? Mình nhẹ nhàng liền, không có nặng. Mà ngược lại mình không khoan dung, mình nóng nảy nơi lòng của mình, thì chẳng khác nào mình đem một thật to để trong bụng mình,
nó nặng nề, nó bức đức, nó bực bội, nó tức tối ai thôi. Hầu đó vô mùng chết ngon thế ghê. Còn giờ này vô mùng cứ nhớ ông này hoài, ông tức thì ông này ông nói xấu mình nè. Vô mùng cứ nhớ chị này hoài, đã thật sự tức cái chị này nè. Ngày mai chị này biết cái tôi. Thì rõ ràng cái này là cái nó bào mòn trí tuệ của mình. Ngoài trí tuệ ra, nếu nói về pháp học, nó còn bào mòn sức khỏe. Bệnh là do đây đồng đạo à. Bệnh là do cái nộ khí nè. Bệnh là do cái phiền não đồng đạo đúng không? Chỉ cần đồng đạo tức người này, tức người kia, đồng đạo mà mất ngủ trong một ngày, hai ngày, một tuần lễ, đồng đạo thấy con người mình nó khác rồi. Nó khác liền à. Mà do đâu thì nó nặng do mình giận nè. Phải ngay từ đầu tiên mình ý thức được, thôi bây giờ mình khoan dung hết. Cũng đồng cốt nhục hoài thai. Cái chị này, cái anh này anh làm hại mình, nhưng mà chị này là Phật đó. Anh này là Phật đó. Chị này là Bồ Tát đó. Anh này là Bồ Tát. Mà thật sự là như vậy. Bởi vì các chúng sanh đều có như ta, thì mình phải có một cách quán như vậy. Trừ khi chúng ta quán được mọi người trên thế gian này đều là Phật hết đó, thì lúc bây giờ có ai dám giận ông Phật không? Mình sẵn sàng mở rộng cái lòng khoan dung đồng đạo à. Thì đó là chúng tôi cũng nói ngắn gọn thôi, qua một cái ý thứ nhất, để cho mỗi đồng đạo chúng ta nắm vững được cái ý mà Đức Thầy dạy ở cái tiêu thứ nhất. Rồi đến cái tiêu thứ hai là Đức Thầy dạy ngay vào cái phương pháp của Bồ Tát Hạnh. Và nhẫn nhục đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Vậy thì phương pháp tiêu trừ thứ hai để chúng ta dập tắt cái quả diệm sơn nơi tâm của mình, thì không ngoài là chúng ta phải nhịn. Mà Đức Thầy dùng cái từ nhẫn nhục, đồng đạo nhớ nhịn là phải chịu nhục nha. Mà nếu là người nào mà chưa chịu nhục đó chưa phải là nhịn. Và hơn thế nữa, trong cái nghĩa chữ nhẫn, chữ nhẫn gọi là chấp nhận và chịu đựng, gọi là nhẫn. Như vậy thì trong cuộc sống xã hội này, nếu như đồng đạo chúng ta chấp nhận mọi cái sự khổ khó đem đến cho mình, thì cũng giống như khoan dung hồi nãy. Bây giờ mình cứ chấp nhận sống cuộc đời này, mình muốn ai cũng sống ý mình hết, thì thôi chỉ là mình sống ý người ta đi. Tôi có đọc quyển sách một vị tác giả này, thì lúc tôi đọc quyển sách này là vị này khoảng trên 70 tuổi. Đây là một cái lời cải hối qua một cái thời gian dài sống trên dưới là gần 70 năm. Như vậy thì vị này phải nói rõ là không nhẫn. Cho nên cái nỗi niềm mà đau khổ nhất của vị này đó, thì trong gia đình, nhất là vợ và vị này, thì nó lùng sục với nhau, sống giống như địa ngục của trần gian. Bởi đâu có nhẫn đâu, ổng không nhẫn bả không nhịn ổng. Lúc nào bả cũng, ổng cũng muốn là bà phải nghe lời tôi, giống như gia trưởng hả, bà phải nghe lời tôi, mà không bao giờ ổng nhường bả. Cho nên một cuộc đời dài dặn là trên dưới gần 70 năm, mà lúc đó ổng trên 70 tuổi đâu, lúc nào cũng sẽ thấy sống trong cái phiền não khổ sở hết, bởi vì không nhịn. Cho nên đến khi ông viết quyển sách này đó, thì lúc bây giờ ông mới ngộ được rằng, ủa tại sao phải nói rõ hầu đó giờ mình năm nay trên 70 tuổi, sống với bà là 50 năm nay rồi, mà tại sao lúc nào mình cũng muốn là bà phải nghe lời mình, mà tại sao mình không nghe lời bà? Phải chứ mình nghe lời bà thì giờ này mình hạnh phúc, đâu có khổ sở là 50 năm sống trong địa ngục tại trần gian. Ngày xưa tôi đọc sách này tôi thích sức lợn ý đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay cái điều mà chúng tôi nhắc ở đây là sao vậy? Chi vậy? Bởi vì quý vị đây phần đông là chúng ta là người tại gia cư sĩ nè. Mà thường thường quý vị biết là nhịn bên ngoài nó dễ lắm, mà con vợ ở trong nhà nó khó nhịn lắm, ông chồng trong nhà khó nhịn lắm, con cái trong nhà nó khó. Mà nếu chúng ta không vượt qua được những cái ải này, thì quý vị biết rằng đây là một cái cản trở lớn nhất, đó là quả diệm sơn đồng đạo. Cũng giống như trường hợp của ông Nguyễn Tấn Bảy ở Bạc Liêu vậy. Khi mà Đức Thầy bắt mạch ông Bảy, thầy nói sao ông nóng như vậy, lần hai thầy cũng ông nóng như vậy, thì ông Bảy biết à, dạ thưa thầy, ý thầy muốn dạy điều gì, thì thầy mới dạy ông nên nhẫn nhục để trừ cái tánh nóng của ông, mà nóng ở trong tâm, cho nên bắt mạch biết nóng. Thì ông Bảy nói dạ thưa thầy, ông khai thiệt, con nhịn hàng xóm giỏi lắm thầy, mà vợ con nhịn không được á thầy, không đồng đạo. Vì vậy nên giờ này chúng ta phải chấp nhận, không phải đang không mình gặp chồng như vậy đâu, không phải đang không gặp bà vợ đáng ghét đâu, không phải đang không gặp ông chồng khó ưa đâu, nhưng mà đây là nghiệp, cái duyên nghiệp, mình phải chấp nhận là mình phải gặp ông chồng khó ghét khó ưa như vậy đó, không có dễ thương, nhưng mà mình cũng phải dễ thương mới trả được. Còn giờ này mình buộc rằng mình là phải gặp cái này tốt đẹp, cái kia tốt đẹp, cái nọ tốt đẹp, vậy cái điều không tốt đẹp cho ai đâu, mình suy nghĩ coi, mình muốn cái gì cũng tốt đẹp hết, vậy thì cái điều đẹp cho ai? Giống như ngày xưa Đức Phật Thầy dạy, đến cái mùa mà sau Tết đó,
Mấy ông kia ông làm tàu tống, tức là qua cái Tết tháng Giêng nó có cái gọi là cúng binh gia tống đó. Cái mấy ông kia mới làm tàu tống tống đi. Đức Phật thầy nói ông, mấy ông làm chi ạ? Dạ thưa thầy, con làm tàu tống tống đi cái xui xẻo. Ông nói thôi vậy mấy ông đem đây tôi dồn đây tôi lãnh hết cho. Phải không? Như vậy thì đáng lý đó. Nếu nói về lý đạo thì người tu của mình là phải là cái người chấp nhận cái điều nào người ta chê đó đồng đạo, thì quý vị nên chấp nhận điều đó. Vì cái điều này là người ta chê, là ta không tu người ta chê, đúng không? Người ta mong cầu cái đẹp là người tu thì thôi, cái nào chê mình xài cũng được hết. Đây là để nói rõ cái tâm nhẫn của mình phải chấp nhận hết mọi cái điều kiện trên thế gian này đem đến cho mình. Mà một lát nữa chúng ta trình bày các câu giảng tiếp theo thì cái nội hàm không ngoài ý mà chúng tôi trình bày. Và cái tiếp theo nữa, ngoài cái chấp nhận ra, chúng ta phải chịu đựng cái sự kiện đem đến cho mình mà đồng đạo chúng ta thiếu đi cái sức chịu đựng là đương nhiên chúng ta phát quả. Mình thiếu sức chịu đựng là chúng ta phát quả, bởi vì đồng đạo biết rõ rằng khi bắt đầu cái quả diệm sơn mà nó cháy phần phật đó thì trước đó nó dự báo chúng ta biết. Đồng đạo nhớ kỹ nghe tôi, chúng tôi nói đồng đạo liên tưởng nội tâm của mình. Trước khi quả diệm sơn mà nó phát lửa đó thì lúc này nó dự báo rồi, nó dự báo cho mình trước rằng là mình có những cái điều không hài lòng, những cái điều không chấp nhận, không chịu đựng thì lúc bây giờ nó mới phát quả. Còn nếu như dự báo chúng ta là báo trước cho ngươi biết nha, sẽ sẵn nóng rồi đó, nghe câu này bức đức tức tối rồi đó, phải không? Thì ngay lúc đó thì mình chịu đựng không sao. Người đời đó chưa tu thì chịu không nổi, nhưng mà giờ này dầu ngàn cân thì mình vẫn chịu được. Thì khi mà chúng ta chấp nhận như vậy thì coi như là mọi việc đã qua, mình không còn nóng nữa. Bởi vì cái quan trọng là cái dự báo nội tâm của chúng ta, mình phải vững cái tư tưởng dự báo này để chúng ta phân loại nó ra. Cho nên ma hay tà cũng do cái dự báo này mình phân loại. Cái người mà biết phân loại được cái này xài được nè, đem vào, cái này xài không được nè, phế liệu bỏ ra, thì coi như chúng ta ngon lành đâu. Còn đằng này mình không phân loại, cái nào cũng đem vào thì mình khổ tại mình. Đâu có gì lạ đồng đạo. Bởi vì dầu rằng cái tánh nóng quý vị thấy nó thể hiện qua ra bên ngoài, nhưng mà xin thưa đồng đạo, nó ngấm ngầm trong nội tâm chúng ta đó. Chỉ cần mình hàng phục nơi nội tâm chúng ta, mình nhận định là mọi thứ đã qua. Vì vậy người tu mà muốn dập tắt cái quả diệm sơn này thì đồng đạo nhớ là chúng ta tu làm sao giống như hạnh đất nha. Giống như Đức Phật dạy La Hầu La, tu phải tu hạnh đất đồng đạo. Có nghĩa rằng cái hạnh của mình tu hành làm sao giống như đất vậy đó. Người ta đổ cái đồ tốt đẹp, trồng hoa, cây tốt thì đất nó cũng không có mừng đồng đạo, cũng bình thường. Mà người ta trồng những cây cay độc, người ta đổ những cái đồ xú uế xuống đất thì đất cũng không có buồn. Phải không? Nó cứ chấp nhận hết. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta, để mà mình thành công trên cái lộ trình tu hành của mình, mình phải biến mình như là đất vậy đó. Đi đâu cũng được hết, ai làm gì cũng được hết, mình không quan tâm, mình chỉ lo cho mình thôi, kính thưa đồng đạo. Và cái tiêu thứ ba nữa là một cái quan trọng, đó là mỗi đồng đạo chúng ta phải có từ bi, mình phải có tình thương, mình phải có một cái tánh từ bi như Đức Phật dạy. Nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là cái thiếu từ bi. Vì vậy cái phương pháp tiêu trừ thứ ba này thì mỗi đồng đạo chúng ta làm sao mình luôn luôn lúc nào phải có tính từ bi. Từ là gì? Từ là Phật nói chúng sanh như mẹ với con mà. Có nghĩa rằng khi gặp một hoàn cảnh nào đó, cái người này lớn hơn mình, người ta có những cái lời nói hành động hại mình, thì đồng đạo phải xem cái người này như là cha mẹ mình, ông bà mình. Không lẽ mình giận ông bà cha mẹ mình sao? Mình phải quán kịp thời. Như tôi nói hồi nãy, chúng ta phải chắt lọc lúc này mình phải phân loại kịp thời ha, để mình quán kịp thời. Còn cái người này mà ngang tuổi với mình, họ hại mình, thì mình phải quán người này là anh em ruột thịt của mình. Không lẽ giờ mình giận anh hai anh ba mình sao? Rồi cái người này nhỏ hơn mình mà làm hại mình, thì mình phải quán ô con cháu của mình mà. Mình phải quán như vậy, đó là đức đạo. Và bi là gì? Là thương xót. Như vậy thì người kia là đau khổ cho mình. Mình chưa tu mình ghét lắm, tôi ghét cái chị đó lắm, tối ngày nó xấu tôi không à. Nhưng mà giờ này mình học đức rồi, tôi thương chị đó lắm, tội nghiệp chị đó nói xấu tôi như vậy, rồi mai mốt đây tụi đó chị đó chỉ gây nghiệp, rồi mai mốt nó khổ tội nghiệp chị đó. Quý vị thấy không? Cũng là một sự suy nghĩ thôi, chúng ta chỉ chuyển lại cách suy nghĩ thôi. Cái người đó hại mình, khi mình chưa có đức bi thì lúc giờ mình ghét người ta lắm, nhưng mà khi có đức bi rồi thì mình thương người ta. Tội nghiệp anh đó,
anh hại tôi thì anh tội, anh tội thì anh khổ, anh khổ thì anh đọa lạc. Mà tôi nói ví dụ bây giờ đồng đạo hình dung rộng một chút đi. Khi tôi và quý vị về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Trở lại cứu vớt ai? Đạo chỉ giùm tôi coi, có phải là cứu những người này không? Những cái người mà làm hại mình nè. Cho nên thôi bây giờ cứu tại đây đi, đừng có ghét người ta mà thương người ta, tội nghiệp người ta. Người ta không hiểu về luật nhân quả, người ta không hiểu về đạo, cho nên người ta mới làm hại mình. Làm hại mình là đương nhiên là gây nghiệp, mà gây nghiệp thì đương nhiên phải đền trả. Thương quá thương thì như vậy là chúng ta không giận. Và Đức Thầy mới khẳng định câu thứ ba, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Câu này quan trọng. Chúng ta đọc ngược lại đi. Nếu như tôi và quý vị chở quả diệm nơi tâm cho tắc, thì Đức Thầy khẳng định là thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Mà nếu chúng ta không chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia không đắc. Đắc làm sao mà được mà đắc? Tánh còn nóng phừng phừng sao đắc được đâu đó. Cái câu này giống như mà lời dạy Đức Thầy là chúng sanh tịnh được mới mong về cõi Phật, mà chúng sanh không tịnh được tam nghiệp đừng mong về cõi Phật. Như vậy thì nếu đồng đạo chúng ta thực hiện ba cái tiêu hồi nãy, thì Đức Thầy khẳng định là thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Đạo hạnh là quả vị, là công đức, là hạnh đức tu hành của mình mới đắc, là đạt. Mới đạt được đạo hạnh là đạt đạo đó, là chứng đắc đó. Giống như chúng ta nguyện hàng ngày là giai đắc đạo quả ở ngũ nguyện cầu. Như vậy thì ngược lại với thì đạo ngày kia mới đắc. Ngày kia là tương lai, ngày kia là ngày mai ngày mốt, ngày kia là khi mãn kiếp này, ngày kia đến ngày thầy về cũng là ngày kia. Đây là một khái niệm từ để nói lên một sự trừu tượng ở tương lai, chứ không phải là ngày kia chúng ta nói, ngày kia là cuối năm nay, cuối năm sau gì đó, thì không phải như vậy. Mà ngày kia là một khái niệm trừu tượng cái tương lai, đến cái ngày cuối cùng nhất định chúng ta sẽ đắc. Như vậy thì mình mới suy nghĩ lại, giờ này nếu như trong đời tu của mình mà đồng đạo chúng ta còn nóng giận như vậy, thì tôi suy nghĩ rằng quý vị hình dung đi, không bao giờ chúng ta đắc đạo được. Bởi vì Đức Phật đã dạy rồi, nhất niệm sân tinh bao khởi, bá vạn chướng môn khai. Chỉ cần một đốm lửa sân hận nổi lên thôi, thì cỡ như là muôn ngàn cửa nghiệp chướng chúng ta mở rộng. Lúc bình thường thì tôi phải bị không có gây nghiệp đâu, lúc bình thường mình hiền lắm đúng không, cúng lại ăn chay dự thuyết giảng nghe đạo hiền ngồi thôi dễ thương lắm, cười cười ha, toàn là sanh phước không à. Nhưng mà khi chúng ta quạo lên rồi đó, lửa nó cháy lên rồi, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng nổi lôi đình, nó có định chừng cho ta biết mà toàn xử trước, lúc bây giờ toàn là phải nó nghiệp không mà đồng đập. Như vậy làm sao đắc được? Như mình nói ngay là nó đầu nãy rồi. Và hơn thế nữa thì Khổng Thánh cũng dạy rất rõ, nhất niệm sanh tinh chi quả, thiêu dạng phảnh công đức chi sơn. Dầu rằng chúng ta tu hành ăn chay niệm Phật công đức nó lớn kia lắm, mà chỉ cần mình không dằn được cái quả diệm sơn nơi tâm của mình, thì coi như công đức chúng ta bị nó đốt hết. Như ông cha chúng ta thường nói mà tôi nhắc là ở đầu hồi nãy, tức là đốn củi 3 năm mà thiêu cháy 1 giờ, 1 giờ nó còn hơi lâu đồng đạo à. Chỉ cần chúng ta đánh sai một phút gọi là xa thôi, chỉ cần chúng ta giận lên vài giây thôi, vài phút thì coi như là tiêu hết, đốt cái gia sản mình hết rồi, làm sao đắc được? Cho nên hảo nào Đức Thầy mới dạy câu thứ ba này, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Đây là lời dạy khẳng định, vì là khẳng định đồng đạo à. Giống như Thầy dạy tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen đó. Hai cái khái niệm này không khác đồng đạo. Và Đức Thầy mới dạy thêm nè, chớ chứa hờn, đứa giữ ích chi, qua câu thứ tư. Như vậy thì Đức Thầy mới chi tiết thêm, Đức Thầy dạy thêm là chớ chứa hờn, đứa giữ ích chi, không có lợi ích gì cả. Như vậy thì hờn, hờn là vi tế của nhẫn, của sân hận đồng đạo. Bởi vì giờ này khi Đức Thầy dùng cái từ hờn thì chúng ta cũng phải bàn cho nó rộng một chút. Như đoạn khác Thầy dạy là ganh ghét hờn thì thảm muôn bời, mà Thầy rất rõ trong bài thu đã cuối. Như vậy thì hờn tức là những cái tư tưởng nó hơi buồn buồn ha. Nóng này là nóng, gọi là nóng hổng ra là lửa nè, phải nóng như quả diệm sơn chúng ta còn biết nha. Vì vậy trong nội tâm của chúng ta, quý vị biết rằng có những cái tư tưởng mà nó ở một góc khuất đó, chúng ta khó nhận diện lắm. Vì vậy nên theo lời Đức Phật dạy đó, thì cái đợt tánh của sân hận nó gồm có bốn ngọn lửa. Đức Phật tượng trưng cho bốn ngọn lửa, và Đức Thầy chúng ta dạy ngọn lửa hờn là cái ngọn lửa sau cùng.
Cái ngọn lửa cao nhất Đức Phật dạy đó là gọi là lửa rôm. Lửa này nóng như trương phi đồng đạo, đụng là cháy đó, nhưng mà nó mau tắt. Nóng rồi tắt liền, giận quá nói một hai câu hết giận à. Cái này cũng được nha, cũng đến đổi, thấy không? Nhưng mà đã nóng là đã gây nghiệp rồi, mình nói không đến đổi là trong cuộc sống. Nhưng mà thật sự là có nghiệp. Thì cái ngọn lửa này gọi là phẫn, tức là lửa rôm. Lửa này gọi là lửa lửa sân chứ, lửa sân gọi lửa rôm. Và cái ngọn lửa thứ nhì thì ngọn lửa này thấp hơn, gọi là lửa củi, gọi là lửa phẫn. Thì ngọn lửa này thì đồng đạo thấy nó lửa không cao bằng lửa rôm, nhưng mà nó cháy lâu hơn, có thể nó kéo dài vài giờ đồng hồ. Rồi cái ngọn lửa thứ ba là hận. Vậy thì ngọn lửa thứ ba hận, ngọn lửa này Đức Phật ví như là lửa than. Lửa này là không thấy lửa nè, chỉ thấy cái màu xanh xanh thôi, mà sức nóng nó ghê lắm. Nó cháy ngày này, nó cháy sang ngày kia, nó cháy sang tháng nọ. Như vậy thì lửa này đồng đạo biết rõ rằng chúng ta khó nhúm lắm. Ở đây quý cô biết là nhúm lửa củi, nhúm lửa rôm thì nó dễ, mà nhúm than thì nó lâu lắm ha. Phải tốn thời gian quạt gió nè, nhúm vài ngày. Cho nên nhiều khi mình cũng có ông chồng giống như vậy đồng đạo. Ông này thì ông ít có giận lắm, nhưng mà mỗi khi ông giận mình là cả tháng hai tháng ông chưa nguội nữa. Ông lầm lì lì, không nói buông ra sắn cái đùng, buông ra nói cái rầm. Phải không đồng đạo? Thì lửa này Đức Phật dạy đây là lửa than. Nhưng mà sân phẫn hận, lửa rơm, lửa củi, lửa than Đức Phật không lo. Mà Đức Phật lo là cái ngọn lửa thứ tư là lửa hận. Mà Đức Thầy dạy cho đây là chớ chứa hờn nè. Hờn đây là lửa tro. Lửa này chúng ta không thấy lửa. Vì vậy đốt một đống tro 2-3 ngày nó tắt rồi, nhìn bề ngoài nó tắt liệm rồi, không còn mướn lửa nữa. Nhưng mà khi chúng ta thì trong đống tro đó nó còn vi tế lửa. Và vi tế lửa này nếu mà gặp bổi đó, nó vẫn phát quả như thường. Như vậy thì lửa hờn này là gì? Đây là tư tưởng không vui. Bữa nay mình đi về, cái anh đằng xóm anh chửi mình, nhưng mình ngộ rất là nhanh nha. Khi chửi mình biết liền, à thầy dạy ai chửi mắng thì ta giả điếc làm thinh. Vui vui liền, cởi, chửi chửi đi, không thành vấn đề. Đây là thử thách thôi. Nhưng mà sáng ngày cái mình nói vợ mình, tôi nói thiệt với bà, tôi không ưa chú anh hai đằng xóm. Bữa nào thiệt tình nghe, bữa nào có rượu vô cũng chửi mình hết trơn. Như vậy là mình vướng lửa hờn đồng đạo. Tức là tư tưởng mình chưa có chấp nhận. Cũng như bây giờ này đồng đạo chúng ta tu đúng không? Mình đã thực hiện lời Đức Thầy là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Mình nhịn hay lắm. Bà chửi mình, ổng chửi mình nhịn hay lắm. Nhưng mà ngày mai đi đám đồng tuần, cái gặp chị mình, chị bạn mình, đồng đạo mình, chàng ơi chị có phước thế ghê á, chồng chị hiền thế ghê. Còn chồng tôi thiệt chị, tôi cũng ráng mà trả nợ, mà tôi buồn quá chị ơi. Đó, cái chỗ buồn đó là hờn đó. Cái chỗ này chỗ chết nè đồng đạo. Đã ráng trả nợ rồi, đã nói là ráng trả nợ rồi sống vui vẻ, mà hờn chứ ạ? Hờn đó là dệt nghiệp nữa rồi, đúng không? Bởi vì mình trả nợ là chúng ta phải vui, đồng đạo phải vui vẻ, nợ mới dứt nghe đồng đạo. Còn mình mà còn hờn thì cái anh nghe tôi buồn lắm. Vợ tôi nó tốt lắm anh, mà có một cái nó còn tệ cái này, nó còn tệ cái gì đó là hờn, còn gì đó đồng đạo. Cho nên cái ngọn lửa hờn này nó ở trong tâm của mình đó đồng đạo. Nhiều khi chúng ta khó phát hiện lắm. Vì vậy học đoạn giảng này Đức Thầy dạy là chớ chứa hờn. Chúng ta không có chứa nghe đồng đạo. Và đặc biệt Đức Thầy dạy là đứa dữ. Tức là thường thường là chúng ta hờn những cái người hung dữ đúng không? Chứ giờ người hiền đâu hờn họ đâu. Kính thưa đồng đạo, thường thường là mình hờn là hờn người hung dữ không à. Như tôi vừa nói hồi nãy, mình hờn là hờn người hung dữ. Cho nên Đức Thầy dùng cái từ là đứa dữ. Đứa dữ là ý muốn nói nôm na người này chưa phải là người hiền. Mà nếu thật sự là người hiền thì họ đâu có làm cái gì mà cho mình buồn đâu, phải không quý vị? Vì vậy Đức Thầy mới liệt kê, chúng ta nhớ kỹ, Đức Thầy mới liệt kê những người mà thường thường làm cho mình buồn thì thầy cho biết đây là đứa dữ. Thôi nó là đứa dữ đâu, có nghĩa là cái bản tánh là như vậy á. Ý mình nói đó, Đức Thầy phân loại đó, cái bản tánh nó là đứa dữ rồi, mình tha thứ cho nó đi. Giận nó làm chi, hợp đã nói là đứa dữ rồi. Giống như bây giờ này, ví dụ bây giờ mình gặp một cái người đó, tôi nói ví dụ là cái lỗ tai có vấn đề, hơi bị điếc đi, mình nói nhỏ không có nghe, mà mình nói lớn mới nghe, thì mình chấp nhận ở tại nó điếc rồi, nó lớn mới nghe, thì mình chấp nhận rồi đúng không? Cái ý này là chúng ta hiểu rõ Đức Thầy muốn phân loại đó.
Có nghĩa là nó đứa dữ rồi, mình thương nó không hết, giận nó làm chi, hờn nó làm chi. Ý là như vậy. Con mình nó hư rồi, thương nó không hết, dạy dỗ nó không hết, giận làm gì, nó tánh nó gì đó. Thì đây là một cái câu mà giống như chúng ta nói tháo ra vậy. Mình nói về về ý, về từ đó. Tức là mình thương quá đi. Không phải đứa dữ mình ghét đồng đạo à. Nó là đứa dữ đó. Giống như mình nói nôm na nó là đứa ăn chơi, nó phải vậy thôi. Thì mình chấp nhận. Và Đức Thầy dùng hai cái từ sau cùng là ích chi, không có lợi. Nếu đồng đạo chứa hờn là không có lợi, thật sự không có lợi đồng đạo. Khi mà mình chứa hờn nơi lòng của mình thì coi như tôi nói hồi nãy, giống như chúng ta neo đá hả, lúc bây giờ đang niệm Phật ngon lành lắm, mà chỉ cần hơi buồn buồn hồi nãy đó, lúc bây giờ quên niệm Phật rồi, Phật đâu mà cái buồn buồn đó đâu có lợi. Chi bằng chúng ta dẹp cái buồn buồn đó đi, thì thật sự là mình mới hoàn toàn là chúng ta phải nói rõ là mình không có còn phiền não đồng đạo. Vì vậy Đức Thầy mới dạy ở chỗ này chớ chứa hờn đi ích chi. Và chẳng những dừng ở đây mà câu giảng thứ 5 Đức Thầy dạy: phận tu hành tay gác mặt lì. Vậy thì giờ này Đức Thầy dùng là phận tu hành nghe. Nếu người nào mà thật sự là cái người tu hành đó thì nên tay gác mặt lì. Trong sấm giảng Đức Thầy dạy cái chữ phận cũng nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ chú trọng ở ba chỗ. Một là chỗ này. Phận là gì? Theo từ điển, phận là phần việc về mình. Giống như ông cha ông điệp xàm: ê, phận của con ở nhà là con phải lau nhà dọn dẹp nghe. Phận hai con ở nhà nó phải đi vào trong đồng thăm ruộng xịt sâu xịt mò. Như vậy chữ phận là cái người lớn hơn mình, giao cái phận sự cho mình là phần việc của mình như thế nào. Đó là phận. Vậy thì trong giảng thầy Đức Thầy dùng nhiều chữ phận lắm, nhưng trong đó thì tôi tâm đắc nhất có ba chỗ. Một là Đức Thầy dạy là phận con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm cái chân tánh của mình trong cái bài mà Đức Thầy viết là trong việc tu thân sửa kỷ. Như vậy thì cái phận thứ nhất này là chúng ta phải làm tròn nhân đạo. Cái chữ phận thứ hai nữa tôi tâm đắc chắc đồng đạo biết là thầy viết trong cái bài Nâng Thơ Cẩm Tú, tức là phận đạm bạc rau tương, miễn cầu được ăn khương bốn bể mà thầy dạy rất rõ. Như vậy thì thực sự là phận tu hành thì phải là đạm bạc rau tương, thì nói như chúng ta đủ hiểu rồi. Và ở câu này Đức Thầy dạy là phận tu hành tay gác mặt liền. Vậy thì thật sự người tu hành thì người này phải đạm bạc rau tương, mà cái người chưa đạm bạc rau tương người này còn thiếu một chút cái nghĩa của từ tu hành. Tôi chỉ nói thiếu một chút thôi, chứ mình nói người này không tu hành ta cử mình đó, ta cử mình liền đồng đạo, mình chứ thiếu. Mà thật sự là như vậy đồng đạo. Và đồng thời đến câu giảng này cũng thế. Nếu thật sự là cái người tu hành thì lúc bây giờ mình tay gác mặt lì. Mà người nào mà không mặt lì, người đó chưa phải là phận tu hành. Mình test em hiểu liền à, phải không đồng đạo? Rất dễ đó. Trong cộng đồng đồng đạo chúng ta, quý vị hình dung giùm tôi đi. Cái người nào mà không tay gác mặt lì, người đó chưa phải là người tu hành nha. Mà khái niệm chữ tu, cái chữ tu á, Đức Thầy viết trong toàn bộ sấm thi của Ngài là trên 300 từ. Trên 300 chữ tu đồng đạo. Trong đó có tu thiệt, có tu giả, có tu mi, có tu hiền, có tu cầu, rồi có tu sửa, vân vân. Nhưng mà đặc biệt cái từ tu hành đó, Thầy viết trên dưới như vậy đó là 94 từ. Đặc biệt cái từ tu hành là 94 từ đồng đạo. Như vậy thì tại sao Thầy viết từ tu hành nhiều vậy? Bởi vì Thầy biết rằng bởi vì thế gian giờ này tu vậy ít ra hành lắm. Mà rõ ràng Thầy dạy rất rõ rồi, cả ngàn năm nhân tâm sâu xuyến, ao tu hoài chẳng có ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bắt chánh người đời mới nói, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì Đức Thầy đã khẳng định chỗ này để cái khái niệm tu hành. Vậy thì thật sự là con người tu mà có hành đạo mới gọi là người tu hành. Tu thì đông lắm. Cái điều này mình khẳng định không phải nói trong đạo chúng ta đâu, mà mình nói ở một góc độ toàn cầu đó. Thì cái người tu xin thưa quý vị đồng đạo là đông. Mà cái người mà tu thật sự là có hành đạo dòm vậy không có bao nhiêu đồng đạo ơi. Mình thấy trong nhà mình nè, rồi mình nhìn đồng đạo nè, nhìn trong sự chúng ta thấy mình biết liền à. Ngẫm coi. Cho nên là chúng tôi thường nói hoài, Đức Thầy dạy là 100 mới đặng ái thôi 10 người đó. Khi
Khi Đức Thầy về Lôi Âm Tự mà tâu với Phật A Di Đà, sai Đức Thầy xuống khai đạo trên dưới 10 tháng. Và khi Đức Thầy viết cái bài dặn dò bổn đạo, Thầy đã khai rồi. 100 mới đặng nói thôi, 10 người mãn lo cao thấp ngạo cười, bởi trưng trần hạ biến lười không lo. Như vậy khi Đức Thầy nói nó năng đề này, Di Đà nghe tấu buồn xó. Đức Phật A Di Đà nghe Đức Thầy tâu vậy, Phật A Di Đà buồn lắm. Nhưng mà thật chắc là mình dòm cho kỹ thờ này đồng đạo à, 100 thang ôi 10 người là Đức Thầy vớt đó. Cho nếu mà chúng ta căng thẳng ra mà bể mình theo luật mà suy nghĩ để chúng ta xét lại đó, thì theo tôi nghĩ là 100 không được 10 người đâu. 100 giỏi gì 1-2 người. Cho nên mới có câu là Đức Thầy dạy là bốn đạo đông xuồng dông chứ không đại. Hoặc là bây giờ bốn đạo dư môn nữa sau lọt lại một xuồng lưng lưng hết đồng đạo. Nghe các cái đoạn giảng truyền khẩu này trong khi Đức Thầy đi thuyết pháp phía đông đó, nhất là về Châu Phú. Châu Phú chúng ta nè, Đức Thầy có lên những đàn có nói à, bây giờ bốn đạo dư môn nó sao lọc lại một xuồng lưng lưng đó. Chà, một xuồng lưng lưng biết trong đó có mình không nữa đồng đạo, lo quá. Chị Lê lo quá với chú Võ Bằng Đông này lo quá. Mấy ông này ráng tu mới được nha, để không thôi cái xuồng này không có mình. Như vậy thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu cái khái niệm, cái từ tu hành là như vậy. Thì đó là chúng tôi muốn nói ở một cái khái niệm để chúng ta thấy quan trọng cái từ tu hành. Và Đức Thầy mới dạy chỗ này là phận tu hành tai gác. Tai gác nói cho đủ là gác bỏ ngoài tai, tức là gác bỏ ngoài tai những cái tiếng thị phi trong thiên hạ này. Đó gọi là tai gác. Có nghĩa là nghe rồi thì cũng hối đòi đó. Chúng ta tu làm sao mà đồng đạo chúng ta nghe người ta nói mình thì mình cho nó trổ qua đây nó ra ngoài luôn đi, chúng ta đừng có đem vào. Mà nếu chúng ta nghe bên đây mình đem vào bụng mình là giống như chúng ta uống thuốc độc vậy. Thế đồng đạo mình uống thuốc độc rõ ràng mà. Lúc mình đang tu hành, mình đang niệm Phật, mình đang giữ giới, mình đang cúng lại là mình đang uống thuốc bổ đúng không? Mình đang ăn chay là uống thuốc bổ, để chúng ta có công đức. Mà hôm nay đi đám làm từng dự thuyết giảng, nghe người ta nói câu nào đó người ta chơi mình, người ta không hài lòng mình, người ta không vừa bụng ban trị sự mình, cái mình đem vô bụng mình về mình tức. Tức thiệt á, mình cũng tốt lắm chứ, đâu có tệ đâu. Mà tại sao chị hai chị chơi mình? Đó là gọi là tai không. Mà nếu như này mà chúng ta không gác bỏ một tai thì coi như tự chúng ta đang đem cái phiền phức về mình thôi đồng đạo. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ trong quyển nhất quý vị ạ, chuyện người chấm móc chấm môi hãy treo gương thiện mà soi lấy mình, như Đức Thầy đã dạy rất rõ. Như vậy thì giờ này ngoài cái việc chúng ta gác bỏ ngoài tai thì bên cạnh đó Đức Thầy còn dạy là mặc lì nữa. Nói cho đúng là chúng ta phải lì, mà thường thường phương ngữ ở tiếng Việt chúng ta gọi là lì lộm ha. Lì mà còn lì lộm, đỏ mà đỏ lè đỏ lét ha, xanh dờn xanh nẻo đồng đạo, phùi đen phủi ha. Thì những cái phương ngữ đó chúng ta thấy bổ nghĩa thôi, làm sáng tỏ vấn đề. Như vậy thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải lì, mình phải lì. Nếu như tu hành mà chúng ta còn tự tôn tự ti, đây là thể hiện cái bản ngã. Vì vậy thầy mới dạy rất rõ là hãy bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gẫm cuộc đời cái bóng theo hình. Vậy thì giờ này mình tu hành đồng đạo nhớ một điều, nếu mình mà còn tự ái, còn tự cường, còn tự đại, luôn cả còn tự trọng là chúng ta biết rằng cái đạo quả mình chưa cao, lúc bây giờ mình chưa hoàn toàn thực hiện cái chữ tu hành. Vì vậy giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải lì. Lì là gì? Lì với cái hoàn cảnh nghịch, còn cảnh thuận thì chúng ta đâu có lì chi đồng đạo. Cho nên cái khái niệm chữ lì này là chúng ta đứng trước cái hoàn cảnh nghịch mình phải lì. Tôi nói ví dụ, trong một gia đình tu hành như vậy mà chúng ta thuận duyên, ai cũng tu hết trơn trọi thì mình đâu cần phải lì. Nhưng mà ngặt một nỗi, giờ này bà ăn chay mà ông không ăn chay, ông còn là chữ nói xuyên nè, ông còn nói xỏ nè, thế này thế khác. Mà nếu như bà mà không lì thì cỡ như là bà đổ vỡ, làm gì ăn chay được đồng đạo. Chúng ta phải lì, kệ ông nói gì ông nói, kệ ông, tôi lì rồi, tôi chấp nhận tôi tu. Tháng này chuẩn bị soạn bộ đồ để đi dự thuyết giảng, cái ông nói đòn nói ghen nè. Mà nếu đồng đạo mà không lì là bữa nay không đến đây nghe thuyết giảng được. Phải lì mới được nha, kệ nói thì nói tu lì đó. Rồi giờ này mình bắt đầu làm từ thiện, trong nhà cũng có tiền đúng không? Nhưng mà đồng đạo biết rằng nhất là vợ chồng với nhau đó, mà không đồng quan điểm với nhau nó khó lắm quý vị ơi. Vì vậy nên ông chửi mình cũng được đó, mình lì. Nhưng mà chúng ta nhớ nha, lì vì đạo, lì vì chánh pháp, lì vì thầy, vì lì để đem cái lợi ích cho mọi người.
thì chúng ta lì đó, mình nên lì mới có ý nghĩa. Hôm nay tôi lì tôi làm từ thiện, ông chửi tôi cũng chịu nó. Hôm nay tôi lì đó là tôi đem cái thân này đi vò thuốc nam, tôi đem cái thân này đi làm việc này việc khác. Rồi mấy ông cũng vậy nữa, việc nhà không lo mà tối ngày nó làm từ thiện mà, lo ngày tối ngày cứ lo các nhà tình thương, thì chúng ta cũng lì đi, thì mình cũng tiếp việc nhà một phần. Nhưng quý vị biết rằng, nhất là đối với quý ông cũng vậy, nếu mà gặp quý bà là những người mà có tâm đạo thì tốt lắm, mà ngặt một nỗi quý bà không có tâm đạo rồi quý ông khó giữ. Thường thường quý cô thông cảm nha, quý bà thường thì có cái tánh hơi ghen ghét, mà thấy chồng mình ngày nào cũng đi hết trơn, nó giống như tôi nè, đi mỗi ngày cái nơi, nếu mà vợ tôi không lì tôi đi không được đâu, phải không? Phải lì mới được đâu đó. Chứ bây giờ mình đi mỗi ngày rồi cố ghen tuông mà lại không có làm cái gì đó tiền đó, thì đương nhiên đây là một cái quan niệm mà mình phải cảm nhận được từ bản thân của mình để mình chia sẻ với tất cả đồng đạo chúng ta. Vì vậy cho nên giờ này đối với mình thì đồng đạo chúng ta phải lì, mình phải lì, người ta nói cay nói đắng nói xấu nói gì thì chúng ta cũng vượt qua. Và đặc biệt ở đây thì Đức Thầy dạy luôn cái câu cuối cùng là chịu cay đắng cho người sáng suốt. Mình lì chúng ta mới chịu sự cay đắng. Cho nên hôm nay nhất là trong gia đình, ví dụ bây giờ mình nói hôm nay cha mình không tu đi, thì quý vị biết ngày xưa tôi học giáo lý viên cũng vậy, bây giờ này tôi kinh nghiệm vấn đề này. Nếu mà ngày xưa tôi không lì đó thì giờ này tôi không đứng đây đâu đồng đạo à. Bởi vì gia đình thì nghèo lắm, thì gần như là anh em dòng họ thì phải nói rõ cũng không có mặn mà với Phật giáo Hòa Hảo lắm. Cho nên phải nói gọn là gần như là mình mê đạo quá, ai nói gì cũng lì chứ. Tôi nhớ lúc học giáo lý viên đó, bạn tôi cứ lại nhà tôi cứ nói hoài, cứ là phải nói rõ là Chí Tâm ơi, tuổi còn trẻ không có cơ sở, rồi con nhỏ không lo ở nhà đó mà lo cho con đi học đạo như vậy, mà mốt con đói thì sao, sự nghiệp nó sao. Thì gần như tôi lì đồng đạo à, nói gì nói lì đi, yêu cầu ham đạo quá, bây giờ học đạo thôi, ai nói gì cũng chấp cũng bỏ hết ngoài tay chứ, thì đó là lì. Như vậy thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta mỗi người mỗi cảnh, cho nên chúng tôi mong rằng tất cả quý vị khi mà gặp cái hoàn cảnh nghịch duyên đó, chúng ta lì, nhớ mà lì mà vui vẻ nha, chứ lì mà cự lại có chừng cháy nhà quý vị, phải không? Lì mà vui vẻ năn nỉ nha, lì là phải năn nỉ, phải lì mà chầm chầm chù ủ là không có được nghe không, mình phải bàn đi bàn lại đồng đạo. Và đồng thời Đức Thầy dạy câu cuối cùng là chịu cay đắng của người sáng sớm. Như vậy Đức Thầy giải rất rõ là thân làm đạo đắng cay phải chịu, phận làm người phải liệu cho xong, cần chi gạn hỏi viễn dông, làm người chưa vẹn còn thành thôi, như Đức Thầy trong Lương Văn Tốt. Hay hoặc giả Đức Thầy dạy rất rõ ở chỗ này, vậy thì chịu cay đắng, Đức Thầy dùng cái từ chịu cay đắng của người sáng sớm, cũng giống như cái câu mà Thầy dạy là chịu cay đắng tu hành mới giỏi không. Cho nên hôm nay mà quý vị thấy rõ rằng tu mà giỏi không phải niệm Phật nhiều mà giỏi đâu, không phải ăn chay 20 năm mà giỏi đâu, cũng không phải là cúng lại một ngày 5-10 thời mà giỏi đâu. Mà đồng đạo muốn tu giỏi là Đức Thầy dạy là phải chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Như vậy thì cay đắng là đắng cay, như chỗ này Đức Thầy dạy là chịu cay đắng của người sáng sớm. Vì vậy cho nên nếu như ngày xưa mà Đức Phật không chịu có sự cay đắng của những cái trường phái bên ngoài phá Phật, và chẳng những bên ngoài mà luôn cả trong nội bộ tăng đoàn, như cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa phá Phật đó, thì đó Đức Phật chịu hết tất cả mọi sự cay đắng của sáng sớm làm đâu. Sáng sớm là người ta đem đến cho mình, mình chấp nhận hết. Và chính vì Đức Phật chấp nhận cho nên cuối cùng mà khi Đức Phật ngài gần nhập Niết Bàn thì ngài nói rằng ta cảm ơn Bồ Đề Đề Bà Đạt Đa, nhờ Đề Đạt Đa mà giúp cho ta thành được cái vả vị chánh đẳng chánh. Như vậy thì khi mình chưa thông đó, thì khi mình gặp cái người mà đem cái cay đắng khổ sở cho mình, giống như Đức Thầy dạy là đem tuồng cay nghiệt, đem điều cay nghiệt mà phá tuồng thứ nghiêu, nếu mình không hiểu thì mình nghĩ cái người Pháp là tù dời Đức Thầy rày đây mai đó. Nhưng mà Đức Thầy cho biết rằng nhờ ơn đưa đẩy đến nhiều nơi, nhờ họ đưa Đức Thầy đi mà đạo Đức Thầy càng ngày càng mở rộng. Ngày xưa thời Đức Phật nhờ Đề Bà Đạt Đa phá Phật, cho nên cái uy đức Đức Phật càng ngày càng lớn, cái công quả càng ngày càng cao. Bởi vì mỗi đồng đạo chúng ta kinh nghiệm đi, khi mình trải qua một cái cơn dông tố cuộc đời này gọi là cay đắng cuộc đời, thì khi mình trải
qua một cái cơn giông tố cuộc đời này thì sau cơn mưa trời lại sáng. Khi mà đồng đạo có một thử thách rồi thì đồng đạo cảm thấy mình vững chãi, cảm thấy mình lớn hẳn ra đồng đạo. Khi mà xảy ra cái điều cay đắng là mình chưa biết cái sức mình, quý vị ạ. Và thế nữa, Đức Phật đã dạy rồi, Đức Phật cho chúng ta biết rằng đó, tức là vô ma khảo bất thành Phật đạo. Hôm nay tu hành mà không chịu sự cay đắng khảo đạo, chúng ta học Phật đâu. Và đồng thời trong cái bài Sa Đế, thầy cũng dạy rất rõ, ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nàng thối chí cùng chăng, nếu bền lòng vị quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật thánh. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta chịu sự cay đắng của mọi người, của xã hội, của những cái đối tượng, những cái con người không biết đạo, những con người không có thích gì đạo, thì giờ này mình phải nghĩ đó là một cái lò để cho chúng ta chui đèn đồng đạo ạ. Mình nhờ chui đèn trong cái lò đó đó, để chúng ta thành một cái vật hữu dụng. Lúc mà mình chưa gặp những cái tai nạn, những cái lời nói xấu, những tiếng thị phi, những cái điều cay nghiệt mà người ta đem đến cho mình, thì lúc bây giờ mình chưa lớn hẳn đâu, mình chưa thấy được cái chân giá trị đâu. Mà khi người ta tấn công mình một cách dồn dập mà mình vẫn đứng vững được đó, thì sau khi cơn mưa đó rồi thì người ta nhìn lên mình, chà, phải nói rõ là thương ông này thiệt nha, ông này đúng là người thật tu đó, tôi làm khổ ông như vậy mà ông vẫn đứng vững, ông tu đến giờ này thiệt là cái người chân tu. Thì rõ ràng đồng đạo nhớ kỹ rằng giờ này chúng ta nhịn, chúng ta chấp nhận chịu sự khổ sở, chúng ta không mất gì cả, mà ngược lại chúng ta chịu đựng chừng nào cái quả vị chúng ta càng cao, đồng đạo à. Đó Đức Thầy mới dạy là chịu cái đắng tu hành mới giỏi. Vì vậy cho nên đến câu giảng sau cùng này, chịu cay đắng của người sang sớt, thì khi người ta sang sớt, người ta chia sẻ, người ta đem đến, ta đổ thừa mình, thì tuyệt đối chúng ta chấp nhận nha. Hồi đó tôi chưa tu, người ta đổ thừa tôi đó, tôi đâu có chịu. Nhưng mà giờ này tôi tu rồi, thì ai muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, thì tôi cũng chấp nhận. Vì vậy cho nên bài học này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng thực hiện, để chúng ta đạt được cái quả vị Bồ Tát. Vì vậy cho nên trở lại qua 6 giảng này, chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn đối giữ ích chi. Phận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Vậy thì chỉ ngắn gọn 6 câu giảng thôi. 6 câu giảng này Đức Thầy muốn cho chúng ta biết mình nên nhận định cho đúng cái tâm của chúng ta, trong lòng của mình đều có cái quả diệm sơn nó cháy phừng phực nơi tâm của mình. Và đồng thời hôm nay đồng đạo chúng ta muốn thỉnh được chân kinh, có nghĩa rằng chúng ta muốn đắc đạo, thì giờ này chúng ta phải dùng 3 phương pháp để diệt trừ cái tâm của mình trước, diệt trừ cái tánh sân hận của mình trước. Chẳng những sân hận mà Đức Thầy còn dạy luôn cả là hờn, có nghĩa là sân phẫn hận hờn. Chúng ta phải trừ vi tế của cái tánh nóng giận nơi tâm của mình. Mình phải làm sao mỗi đồng quân tập cho mình có được một đức tính gọi là phan dung, có được một cái sự nhẫn nhục, có được một cái sự từ thương người và các loài vật. Thì nếu mình quân tập cho mình qua cái phương pháp hành đạo, có được 3 cái pháp tiêu trừ này, thì tôi chắc rằng chúng ta sẽ đắc đạo ở cái ngày kia, đắc đạo ở tương lai. Và đồng thời Đức Thầy dạy thêm, trong cuộc đời tu của mình, đồng đạo chúng ta cần phải gác bỏ ngoài tai những tiếng thị phi của thiên hạ, như đồng đạo Bạch Lê trình bày hồi nãy. Nếu như giờ này mình tu hành mà chúng ta cứ ngóng coi sớm trên ai nói cái gì, có thương mình không, có ghét mình không, có chơi mình không, thì như vậy là chúng ta tu giùm người ta, mình không có tu cho mình, quý vị à. Cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta muốn tu cho mình, thì chúng ta nên nghe cái điều phải của thiên hạ, cái điều quấy thiên hạ chúng ta bất cần. Ông trời ở chứ vừa lòng người, ông ở chưa lòng người, Đức Thầy ta cũng vẫn chưa ở vừa lòng người. Người nghe đạo lý thì mê, lại nhúng trời lão kiếm cơm. Huống hồ chi tôi và quý vị, chúng ta sống trà trộn với nhau trong cái thế giới loài người này, thì mình không có thể nào mà chúng ta làm vừa lòng hết của thiên hạ. Chi bằng giờ này chúng ta gác bỏ ngoài tai, mình lúc nào cũng coi mình là tôi, là tớ. Cái người tu là cái người chịu thiệt thôi. Cái người tu là cái người phải lúc nào xem mình cũng là cái người thấp nhất trong xã hội này. Hôm nay chúng ta tu là ngày kia, ngày nọ chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mơ hưởng. Chứ chúng ta đừng mong rằng hôm nay tôi tu, tôi hưởng tại thế gian này.
Tôi tôn phải được người ta tôn thờ, người ta kính trọng, thì đó ai với lời Đức Thầy đã dạy. Vì vậy chúng ta nên học theo gương Đức. Ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Đức Thầy chúng ta xưng Ngài là xưng khùng, Ngài xưng điên, Ngài là tôi là tớ đó đồng đạo à. Còn giờ này tôi vậy vị là cái gì? Đức Thầy dạy rằng điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chỉ anh bàn bạc thể nào, lời văn thô ý kiến chẳng cao. Như vậy Đức Thầy Ngài là Phật, mà Ngài còn xưng khùng xưng điên, Ngài xưng Ngài là dốt nát đó. Cho nên hôm nay Ngài đã xưng Ngài là cái người đã cố lì rồi. Lì chẳng những lì mà Ngài còn cố lì nữa. Ngài cố lì Ngài mới ra đời dạy chúng ta. Vì vậy cho nên qua một bài học này, mỗi đồng đạo chúng ta hôm nay mình phải lì. Lì để được việc, lì để tu hành đạt được trí tuệ, lì để chúng ta niệm Phật làm lành có công đức để sau này chúng ta hưởng. Và cuối cùng mọi cái nghịch duyên bên ngoài hoàn toàn do nghiệp lực. Không phải hôm nay chúng ta gặp cái điều cay đắng, gặp cái điều đau khổ mà đó là chuyện đương nhiên đâu. Mà tất cả những cái điều cay đắng đến với mình, những cái điều đau khổ đến mình là hoàn toàn do cái định nghiệp, theo cái định luật nhân quả, cái nghiệp mình đã gây trước đó. Cho nên hiện tại mình gặp những cái điều khó khăn, đau khổ. Vì vậy một cái người mà có được cái sự thông hiểu rồi, thì dầu hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, người ta cũng chấp nhận chịu đựng, chấp nhận chịu đựng để trả nghiệp. Mà nếu chúng ta không chấp nhận chịu đựng, không chịu cay đắng của người sao, thì coi như là chúng ta không có trả nghiệp. Quả bắt lành chưa trả vay thêm. Mình ở kiếp trước mình không tu, mình làm ác thêm người ta nhiều quá. Cho nên giờ này người ta phải đem cái điều cay đắng đến cho mình. Đáng lẽ ra mình hiểu luật nhân quả, mình phải an phận chấp nhận chịu đựng, cũng như có trường hợp của Mãn Thị Kính hồi nãy. Đằng này mình không chấp nhận chịu đựng, mình tỏ ra cái sự than oán, mình trách người này, mình trách người kia. Như vậy thì cái quả cũ chúng ta trả chưa xong mà mình đã vay thêm cái quả mới rồi. Quả cũ trả chưa xong, vay thêm quả mới, oan oan tương báo, biết bao nhiêu đời nào mà chúng ta giải thoát, kính thưa đồng đạo. Vì vậy nội dung của 6 câu giảng này, đây là Bồ Tát hạnh đồng đạo à. Mình khẳng định được rằng nếu như thực hiện qua 6 câu giảng này trong bài Sa Đéc mà Đức Thầy dạy, thì nhất định tôi và quý vị chúng ta hiện tại mình là những vị Bồ Tát của cuộc sống đời thường. Mình là Bồ Tát giữa đời thường khi thực hiện được các câu giảng này. Và Bồ Tát đời thường là nhân, bởi vì bố thí nhẫn nhục trì giới tinh tấn thiền định trí tuệ, đây là lục độ vạn hạnh chư Bồ Tát. Chỉ cần hành giả thực hiện được một trong lục độ thôi thì coi như chúng ta giải thoát. Và Bồ Tát giữa đời thường là nhân, thì sau khi cái nhân này thực hiện trọn vẹn, sau khi chúng ta cố gắng tay gác mặt lì chịu cay đắng của người sang sớp trọn vẹn trong đời tu của mình, thì khi bỏ kiếp này chúng ta sẽ được về cõi Phật. Và chẳng những về cõi Phật mà lúc bây giờ chúng ta sẽ đắc được vả vị Bồ Tát. Chúng ta sẽ ở kề cận bên Đức Phật A Di Đà như Đức Thầy đã dạy. Dầu cho nay xa cách sở tời, sau thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhẹ mình cánh đồng bay về cực lạc một đạt. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua 6 câu giảng, thì thời gian cũng hơi nhiều, thì cũng mong quý vị cũng thông cảm giùm. Thì trong cái quá trình chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót, cho nên thì cũng mong quý vị cũng niệm tình lượng thứ bổ khuyết thêm. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn quý vị trong cái buổi trưa với một cái không khí hành này, mà quý vị cũng cố gắng dành cái thời gian nhất định, nhất là quý vị phải nói rõ là chúng ta sai đạo pháp, sai mùi hương khói, với cái thời gian tĩnh lặng của quý vị đã giúp cho chúng tôi khai triệt để là Đức Thầy theo cái hiểu của mình qua 6 câu giảng trên. Và cũng mong rằng qua cái lời dạy Đức Thầy thì chúng tôi cũng cầu mong cho tất cả đồng đạo nơi đây, thì chúng ta sẽ cố gắng hàng phục được, dập tắt được cái quả niệm diệm sơn nơi lòng của mình, để trong cuộc đời tu lưu của chúng ta, thì khi chúng ta làm phước, khi chúng ta có niệm Phật thì mình hưởng trọn vẹn. Và chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta là những vị Bồ Tát giữa đời thường, để sau này tương lai chúng ta được đắc đạo, được gặp Thầy, được gặp Phật như Đức Thầy đã dạy. Tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cũ quyền chờ trong. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.